đối với ngành nghề ở trong xã hội thì nó nhiều lắm, thì con có thể phân ra một số cái ngành cơ bản, và ví dụ như then chốt nhất mà đối với con, ví dụ như đi nước ngoài đi, thì thường nó có ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm bên y tế, nhóm thứ hai là nhóm bên kỹ thuật, nhóm thứ ba là bên dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, đầu bếp, bánh rồi đó. Nó chỉ có ba nhóm cơ bản như vậy. Còn tất nhiên con vẫn có thể học được rất nhiều các cái ngành khác, nhưng mà những cái ngành đó thì cái cơ hội định cư, việc làm nó lại ít. Thì đa phần khi mà đi nước ngoài thì các bạn lại hay có thiên hướng là chọn ba cái nhóm ngành đó. Còn ở Việt Nam thì bát ngát ngành. Đấy, muốn học cái gì học. Họ có thể có thêm những cái nhóm ngành về bên bên nghệ thuật, đúng không? Đấy, hoặc là nhóm ngành bên giáo dục. Nó nhiều ngành hơn. Đấy. Nhưng mà cái phạm vi của mình thì vòng vòng Việt Nam thôi. Ví dụ như con học về Đông phương học, xã hội học thì vòng vòng Việt Nam, với Tây nó đâu có cần mấy cái đó, đúng không? Đấy. Thì mình phải tùy cái định hướng của mình để mình chọn ngành. Còn bây giờ như muốn làm nhà nước thì con phải học đại học bài bản vô, hoặc là con muốn làm giáo viên thì con phải học sư phạm đại học. Đấy. Rồi con học muốn làm luật sư, muốn làm kỹ sư, làm bác sĩ đó, thì nó phải bài bản theo kiểu khác. Còn ở đây con xác định là con muốn đi du học, đúng không? Mà muốn có cơ hội ở lại lâu dài, đúng không? Đúng không? Đấy. Ở lại lâu dài để thích thì về Việt Nam, thích thì nó đi qua đi lại thoải mái đó. Đấy. Thì cái này nó mình phải đi theo đúng cái người ta cần. Thì bây giờ đối với Nam á thì nó có ba nhóm hồi nãy thầy vừa nói đó. Y tế này, y tế thì có điều dưỡng này, lý trị liệu này, hoặc là bên nha khoa, hoặc là làm một số cái công việc ở bệnh viện. Nhóm dịch vụ thì nãy thầy có nói cho bạn đấy, trong với ngoài đấy. Trong thì có thể làm bếp, làm bánh hay phục vụ phòng. Ngoài thì làm lễ tân, làm bán hàng rồi đó, ví dụ vậy. Còn nhóm kỹ thuật thì rất đa dạng, điện nước, cơ khí, ô tô, xây dựng, lặp 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 lại rất nhiều. Nó cũng giống như các cái khối kỹ thuật ở Việt Nam. Vấn đề là con có được chọn hay không thôi. Thế thì trong ba nhóm ngành đó thì con thấy cái nào hợp nhất với mình? Giờ mình chưa xác định được mình thích cái gì á, thì bây giờ mình loại bớt những cái mình không thích đi. Giờ như thích y tế không? Không thích đúng không? Thì mình bỏ luôn qua bên luôn đi, đỡ nhức đầu, đúng Suy không? nghĩ nữa. Ừ, thì mình chỉ tập trung vào hai ngành, hai nhóm còn lại thôi, nhóm kỹ thuật và nhóm dịch vụ thôi. Ví dụ như vậy, đó là cái cách để mà Như mình gợi loại cho trừ biết bớt đi. là thường thường thích làm cái công việc gì nhất, anh đam mê công việc gì nhất thì nó sẽ phân ra được cái nhóm. Thích tò mò hay kiểu mày mò Mày mò máy móc kỹ thuật rồi đúng không? kỹ thuật. Rồi để thầy sẽ coi thêm cho em về cái thằng số học nữa để mình tham vấn thêm. Những cái này không phải là coi bói nha, nó sẽ hiện ra những cái chỉ số về tên này, tuổi này, nhóm tính cách này, nhóm điểm mạnh điểm yếu này, và cái xu hướng nghề nghiệp phù hợp với em, chứ cái này không phải coi bói, cái này là khoa học.